Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại tới video tiếp theo của mình. Thì nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách nâng cầu thủ chính xác nha các bạn. Để nâng cầu thủ chính xác theo ý của mình, cầu thủ nào để cho tăng chỉ số lên. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Thông thường thì các bạn mua cầu thủ rất là nhiều về, cầu thủ các bạn nâng lên nó nâng không có theo cầu thủ mình ý của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nâng cầu thủ chính xác theo ý của mình nha. Rồi, ở đây mình sẽ vào mình mua thêm một cầu thủ nữa nha, cầu thủ vàng. Ở đây mình có một cái cầu thủ màu vàng nè, mình sẽ mua nha. Cái mô cầu thủ này các bạn để ý nếu các bạn nào biết cầu thủ nào mạnh á thì mình mua thì nó dễ rồi ha. Còn các bạn nào mà không biết cầu thủ nào mà hay đá giỏi cũng như là những cầu thủ nổi tiếng á, mình để mình mua á, thì các bạn có thể nhìn cái chỉ số hoặc là các bạn nhìn số tiền để mình mua nha. Thì ở đây các bạn thấy nè, cái cầu thủ này là Vidai Vidas gì nè, là có 100 ủa 1.645 tiền thôi, vàng á, các bạn thấy không? Cầu thủ này cũng trung bình đó bạn, trung bình thôi chứ không có hay nha. Cầu thủ hay nó tới tiền nó tới 2.000 mấy 3.000 rồi nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình mua cũng như là mình nâng cấp cầu thủ theo ý muốn nha. Để các bạn mua về các bạn không biết, các bạn nâng cấp cầu thủ ngẫu nhiên á, nó không theo ý của mình, nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mua cầu thủ. Bây giờ mua cầu thủ xong rồi á, thì tiếp theo là mình sẽ nâng cấp nha các bạn. Thì ở đây của mình, các cầu thủ của mình nè, các bạn thấy nè, các cầu thủ của mình là chỉ số của nó là 90 mấy hết rồi nè, đúng không? Chỉ có cầu thủ Ronaldo, Messi là được 98, 99 thôi. Các bạn thấy không? Chỉ số là 99 nè, này Messi nha. Còn Ronaldo chỉ số nó là 98. Chỉ có hai cầu thủ này là cao nhất thôi nha các bạn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nâng cấp cầu thủ theo ý của mình nha. Mình muốn nâng cấp cầu thủ nào thì sẽ cho nâng cấp cầu thủ đó. Rồi, bây giờ ha, mình sẽ bán cầu thủ mình vừa mới vừa mua nè. Mình sẽ bán nha. Mình bán bên cái tạ, cái cục tạ là sức mạnh nha các bạn. Cục tạ là sức mạnh. Đây mình sẽ bán luôn. Đây các bạn thấy nè, chỉ số của nè, Hola nè. Hola là chỉ số này chưa có nâng cấp nè, các bạn thấy không? Màu xanh của nó tới 7 7 cái màu xanh. Toàn là 80 mấy không nè, các bạn thấy không? Hola. Còn cái này thì 8 mấy 9 mấy, cái này chỉ có 6 thôi. Chỉ có 6 thôi ha. Rồi ở dưới nó có để là một cái còi và một cái tạ. Cái còi đây là cái kỹ thuật đá, kỹ thuật chuyền bóng rồi này kia các bạn. Còn cái cục tạ này là nó nằm bên cái sức thể lực, sức chạy, tốc độ chạy, nó bao gồm sức mạnh thể lực luôn nha. Thì video này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn nào chưa biết cách chơi, chưa biết cách nâng cấp, cũng như là mới biết chơi, đang tìm hiểu cách chơi hoặc cách nâng cấp như thế nào. Chứ bạn nào có kinh nghiệm rồi hoặc là có biết cách chơi thì các bạn có thể để lại bình luận cho mình, nếu mình nói sai cái gì cứ để bình luận cho mình, hoặc là bạn có thể kích qua không xem video ha. Vì ở đây mình nói là mình chỉ hướng dẫn cho những gì mình biết cho các bạn nào chưa biết thôi nha. Chứ bạn nào biết rồi thì các bạn có thể kích qua
hoặc là các bạn có thể bổ sung thêm nếu như mình đã nói thiếu sót gì nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ bỏ thêm một cầu thủ nữa nha. Nên mình sẽ bỏ thêm một cầu thủ nữa. Đây mình chọn cái cầu thủ, mình sẽ bỏ cầu thủ A3 này đi. Mình sẽ bỏ cầu thủ A3 này đi. Không, cái A3 này mình có nâng cấp rồi các bạn. A3 này mình có nâng cấp rồi. Rồi, mình sẽ bỏ remote đi. Ở đây nè các bạn. Mình sẽ lấy bên cái tạ nha. Mình sẽ bán bên cái tạ nè. Các bạn thấy không? Nè. Cho nên mình sẽ bán, mình lấy cái sức mạnh nha. Mình đổi sức mạnh. Rồi. Tiếp theo á, mình sẽ ra, mình nâng cấp cầu thủ như thế nào nha. Mà các bạn vào sân nè. Các bạn bấm bên cái góc nè. Các bạn thấy không? Rồi ở đây hiện tại là cái còi của mình á, là cái kỹ thuật đá của mình nó chỉ có 3 cái thôi, còn cái sức mạnh của mình tới 7, còn là thủ môn thì mình có 2 cái nha. Thì thủ môn ở đây các bạn có thể xây cua 1, 2 hoặc 3 thủ môn. Các bạn nâng cấp, các bạn nâng cấp thủ môn thì các bạn có thể mua thủ môn, các bạn bán đi để lấy cái kỹ thuật của thủ môn nha. Còn bạn mua cầu thủ bình thường thì chỉ nâng cấp sức lực, thể lực hoặc là kỹ thuật đá thôi. Còn các bạn muốn nâng cấp thủ môn thì các bạn phải mua thủ môn và bán thủ môn để đổi lấy cái kỹ năng nha các bạn. Rồi không nói dài dòng nữa thì mình sẽ vào mình tiến hành mình nâng cấp này cho các bạn xem nha. Thì ở đây mình sẽ nâng cấp cái sức mạnh tốc độ trước nha các bạn. Này. Đó. Nó nâng lên là 3 hết. Nạp 3 hết rồi nè. Cái thằng chính giữa, thầu gỗ chính giữa các bạn, nó lên cái một chỉ số là 100 rồi nè các bạn thấy không? Nó lên một chỉ số 100 rồi ha. Thì tại sao mình nói là nâng cấp theo ý cầu thủ của mình? Thì cầu thủ theo ý muốn của mình thì nó đơn giản thôi. Các bạn cứ một lần nâng cấp vậy là nâng cấp được 3 thằng. Nếu các bạn để là một thằng hoặc 2 thằng nâng cấp á, thì nó phí lắm rồi các bạn. Tại vì nâng cấp là nó mình nâng cấp một lần là nâng cấp 3 người, mà các bạn chỉ có một người hoặc 2 người nâng cấp thì nó phí lắm. Cho nên các bạn phải để mua 3 cầu thủ một lần, vậy mình nâng cấp cho nó không uổng phí nha. Thì thí dụ các bạn mua nhiều 5 hoặc 4 thì các bạn hãy lựa chọn ba cầu thủ nào hay nhất, tốt nhất để lại để mình nâng cấp thì nó sẽ theo ý của mình nha. Nó không có nhảy qua thằng cầu thủ khác. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nâng cấp kỹ thuật. Nâng cấp kỹ thuật nè. Tiếp tục nữa nè các bạn thấy không? Nó sẽ lên chỉ số thêm nữa nữa không? Kể cả cái số đỏ, cái số kỹ thuật màu đỏ nè. Nó cũng nhảy lên thêm 3 nữa nè các bạn thấy không? Rồi mình sẽ tiếp tục nè, tiếp tục nâng cấp kỹ thuật nữa nè. Đó. Kỹ thuật đang lên rất là nhiều các bạn. Mình tiếp tục nè, cho thêm một cái kỹ thuật nữa nha. 89 là nổ rồi các bạn. Cầu thủ này nó đã bị nổ rồi. Mình tiếp tục nha. Mình nâng cấp tiếp nè. Sức mạnh. Đấy các bạn thấy không? Hồi nãy 3 cầu thủ thì nó cộng chỉ có 3 thôi. Bây giờ 4 cầu thủ thì nó cộng lên được 4 nha. Rồi tiếp tục, mình sẽ tiếp tục mình nâng cấp tiếp. Sức mạnh tiếp. À,
À, khi một cầu thủ nó đã được nổ rồi các bạn, khi cầu thủ đã được nổ rồi, rồi mình sẽ tiếp tục còn lại một cầu thủ mình nâng cấp luôn, mình xem cầu thủ này nó lên được bao nhiêu nha, từ chín mấy. Wow, dữ. Tiếp tục kỹ thuật cái đấy đi. Ủa hết hả? Kỹ thuật hết hả? Kỹ thuật mình còn mà ta. À, kim cương. Kim cương mình hết rồi các bạn. Kim cương của mình hết rồi. Mình hết kim cương cho nên mình chưa không có thể nâng cấp được nha. À, thì mình đã sơ lược cho các bạn xem cách nâng cấp cầu thủ theo ý của mình ha. Có nghĩa là các bạn chừa lại đúng 3 cầu thủ theo ý của mình thì mình nâng cấp nó sẽ được chính xác nha. Ở đây cái màu xanh là màu xanh mình sẽ nâng cấp lên cái màu xanh nè. Màu trắng nè, nâng cấp cái màu trắng lên luôn. Tiếp tục nâng cấp cái màu xanh lên luôn. 94 là nó nổ rồi các bạn, 94 là nổ nha. Rồi, sau khi mình đã nâng cấp xong các bạn thì mình sẽ vào trận mình đấu thử vài trận cho các bạn xem nha. Các bạn xem mình sẽ tiếp tục làm kỹ thuật chuyền bóng và kỹ thuật xoay người cumba trong lúc đấu nha, với lại cái gấp bóng qua khỏi đầu nha các bạn. Thì thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên cho mình một like và một đăng ký và chia sẻ. Đừng quên bấm vào quả chuông để nhận thông báo tiếp theo của mình nhé các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha.